Ôi trời. Rồi, lấy áo mặc đi. Nè. Lê Lê áo mặc đi rồi bây. Nhanh lên. Để chị bà đi mua kẹo múc cho Ruby ăn. Đây, mặc đồ đã. Đó, kêu mẹ mặc đồ cho Ruby đi. Đấy. Kêu đi. Kêu. Kêu mẹ mẹ mặc đồ cho Ruby đi, mặc áo cho Ruby. Nhanh lên. Mẹ mặc đồ cho Ruby nha, chị Đang đi. là đi cởi áo. Tay nào. Ngủ hả Robert? Ngủ hả? Đứng dậy đi, đứng dậy đi, đi 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 mua kẹo múc đi. Đó, ngồi đây bộ sàn nữa. Ui, Robert đẹp lắm. Đi chơi đi Robert, đi chơi đi. Đấy. Đó, mẹ đi rồi. Đấy. Mẹ đi rồi đấy, tôi bây đi theo mẹ đi 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 tí bố lấy cả múc cho Ruby ăn đi đi đó. Bố đi mua nghe nha. Ruby, về đây Ruby ơi. Ruby ăn quả chi rồi Ruby. Hả? Xem nào, đưa bố xem nào. Ui. Trời ơi. Ui, quả to lắm. Xem nào quả chi. Cái này đủ đủ mà. Không ăn được đâu Ruby. Bố vất nha. Không ăn được đâu. Để tí bố mua trái khác cho Ruby ăn nha. Đi đi chơi đi Ruby. Đi. Đi. Áo to quá. Rồi đi chơi đi. Lại đi lấy trai đi nữa. Yeah.
Hết Tết đã bố mua áo mới cho Ruby mặc nha. Đi lên đi, đi lên đi. Đây. Ê, đi đi lên với mẹ, nhanh lên. Đi lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đi. Đi mua kẹo múc cho Ruby nha. À, ngon, ăn kẹo múc không? Thích kẹo múc. Ôi, đẹp rồi. Ruby ở đây nha, bố đi mua kẹo múc cho Ruby nha. Đây, bố đi mua kẹo múc cho Ruby nè. Đấy. Chúng ta lấy tên mẹ nè. Chào bác, nhanh ra cả mốc lên.